Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án AgriFarm nha các bạn. Hiện tại dự án này đi sâu về dự án thì dự án này hiện tại thì đang yield trên sàn LaTtoken. Với mức giá yield của nó là một token là 1 đô nha các bạn. Giá cũng khá là tốt các bạn. Rất là ngon. Thì dự án này thì nó sẽ cho chúng ta là 10 token BOG từ dự án OniFarm này. Thì hiện tại nó trên sàn là LaToken này đang yield là bắt đầu yield là ngày 24 ngày 22 tháng 4. Và ALN thì yield kết thúc là trong 3 ngày nữa nha các bạn. Thì hiện tại giá yield của nó là đang là 1 USD này. Ở dự án này thì nó sẽ cho chúng ta là 10 token tương đương là 10 đô la nha các bạn. Và để tham gia vào dự án thì các bạn vào link dưới phần mô tả. Đầu tiên thì chúng ta cần đăng ký một tài khoản trên sàn LaToken nha các bạn. Bạn nào đã có tài khoản trên sàn LaToken rồi thì không cần đăng ký lại. Còn bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn vào link phía dưới phần mô tả. Các bạn đăng ký một tài khoản giống mình nhé. Đăng ký thì các bạn cũng dễ thôi. Các bạn điền lại email này. Sau đó các bạn nhập password. Các bạn nhập password. Sau đó các bạn điền lại password. Ở đây thì mình đã có tài khoản rồi. Sau khi các bạn điền email và nhập lại password xong thì các bạn tích vào đồng ý với điều khoản của nó. Sau đó các bạn ấn vào nút sign up thôi nha các bạn. Sau khi các bạn ấn nút sign up xong thì sẽ có một cái link config gửi về Gmail cho các bạn. Sau đó các bạn vào bên trong Gmail các bạn lấy link config để activate tài khoản thôi nha các bạn. Sau đó các bạn đăng nhập vào. Dễ thôi các bạn. Thì cái dự án này thì nó không yêu cầu mình KYC trên sàn này. Thì bạn nào muốn KYC thì có thể KYC luôn. Còn không muốn thì không cần KYC đâu các bạn. Và bước tiếp theo sau khi các bạn đăng ký một tài khoản trên sàn LaToken xong thì bước tiếp theo thì các bạn vào link thứ hai, các bạn mở con bot ra nhé. Trên bot thì các bạn ấn nút Start để chat với bot. Sau đó thì nó hiện ra như thế này, là nó yêu cầu chúng ta là điền lại email mà bạn đã đăng ký trên sàn LaToken. Thì chúng ta điền lại cái email chúng ta vừa đăng ký trên sàn LaToken nha các bạn. Sau khi các bạn điền email và gửi email xong thì nó sẽ hiện ra như thế này, là nó hỏi là chúng ta là bạn đã chắc chắn bạn đã điền đúng chưa, thì chúng ta chọn yes nhé. Chúng ta chọn yes. Sau đó thì nó sẽ hiện ra như thế này. Tiếp theo thì chúng ta chọn vào viết. Chúng ta bắt đầu tiến hành trả lời các câu hỏi của nó để nhận 10 token nhé. Chúng ta ấn vào chữ viết này. Sau khi các bạn ấn vào chữ viết xong thì nó hiện ra cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, 10 câu hỏi này mình sẽ để câu trả lời dưới phần mô tả cho các bạn nhập luôn nhé. Ở câu 1 thì chúng ta chọn Ari Biomass. Câu 1 Biomass. Câu 2 là 9.9B. Câu 2 là chọn thứ ta chọn B nha, chọn thứ hai này. Câu 3 là chúng ta chọn Z, 4 chọn Z, 5 chọn Z luôn. Chúng ta chọn Z. Chúng ta chọn Z luôn. Câu 5 chúng ta cũng chọn Z luôn. Câu 6 thì chúng ta chọn nêu và 7 chọn Z nha các bạn. Câu thứ 6 chúng ta chọn nêu. Câu 7 chúng ta chọn Z. Câu 8 thì chúng ta chọn là Darren. Darren Sen câu thứ hai này, câu B này nha các bạn. Câu thứ 9 thì chúng ta chọn Biogay. Biogay là chọn D. Câu thứ 10 là chúng ta chọn AniFarm. Chúng ta chọn AniFarm. Sau khi các bạn hoàn thành 10 câu hỏi xong thì nó sẽ hiện ra cái link reset cho các bạn có thể lấy link reset để tiến thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Mà lượt reset fer là chúng ta nhận thêm 2 token BOG tương đương là 2 đô la nha các bạn. Như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 10 token BOG một dự án IEO từ sàn LaToken đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.